Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Tài chính thuế phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Thưa quý vị, nhằm hỗ trợ nhanh nhất cho người nộp thuế, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 41 năm 2020 gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuế đất. Nghị định đã giản lược thủ tục bằng cách người nộp thuế thuộc nhóm đối tượng được gia hạn chỉ cần gửi giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuế đất cho cơ quan thuế một lần cho toàn bộ các kỳ của các sắc thuế và tiền thuế đất được gia hạn. Vậy Nghị định 41 gỡ khó ra sao cho doanh nghiệp? Các doanh nghiệp chuyên gia có đánh giá bình luận gì? Tất cả những nội dung này sẽ được đề cập trong chương trình Tài chính thuế tuần này với chủ đề Nghị định 41 năm 2020 gỡ khó cho doanh nghiệp về thuế. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chính thức ký ban hành Nghị định số 41 năm 2020 về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuế đất cho các doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Ngay sau đó, Tổng cục Thuế cũng đã thông báo nâng cấp ứng dụng hỗ trợ kê khai phiên bản 4.3.8 đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ theo Nghị định số 41 năm 2020 của Chính phủ về việc gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuế đất và có hướng dẫn khai gửi giấy đề nghị gia hạn nộp thuế trên hệ thống eTax. Và ngay sau đây là thông tin chi tiết. Thực hiện theo Nghị định 41 năm 2020, Tổng cục Thuế đã nâng cấp ứng dụng bổ sung chức năng lập giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuế đất, hỗ trợ nhập, xóa, sửa, in, nhập lại, kết xuất XML, kết xuất Excel, tải báo cáo từ XML, tra cứu hướng dẫn kê khai từng chỉ tiêu. Cập nhật chức năng kết xuất tờ khai báo cáo tình hình sử dụng biên lai thu phí, lệ phí BC7 AC, cập nhật tên file khi kết xuất XML, kết xuất Excel. Theo Tổng cục Thuế, khi lập hồ sơ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức cá nhân nộp thuế sử dụng các chức năng kê khai tại ứng dụng HTKK 4.3.8 thay cho các phiên bản trước đây. Tổ chức cá nhân nộp thuế có thể tải bộ cài và tài liệu hướng dẫn sử dụng ứng dụng hỗ trợ kê khai tại địa chỉ hiện trên màn hình, hoặc liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế địa phương để được cung cấp và hỗ trợ trong quá trình cài đặt sử dụng. Để doanh nghiệp có thể gửi hồ sơ bằng phương thức điện tử một cách nhanh nhất, Tổng cục Thuế thực hiện nâng cấp ứng dụng đáp ứng nhận giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuế đất theo Nghị định 41 năm 2020 trên cổng thông tin thuế điện tử eTax. Để có thể khai và gửi giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuế đất trên eTax, ngay khi hệ thống cho phép, người nộp thuế có thể thực hiện những bước sau. Bước 1. Người nộp thuế đăng nhập vào trang thuế điện tử .gdt.gov.vn bằng user và pass của người nộp thuế. Bước 2. Chọn mục khai thuế, sau đó chọn đăng ký tờ khai, rồi chọn tích mẫu giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuế đất, bấm tiếp tục. Bước 3. Hệ thống thông báo chấp nhận hoặc chọn lại người nộp thuế, bấm vào ổ chấp nhận. Bước 4. Chọn mục khai thuế, sau đó chọn kê khai trực tuyến, rồi chọn tờ khai giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuế đất, sau đó bấm tiếp tục. Bước 5. Kê khai giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuế đất, sau đó bấm hoàn thành kê khai, sau đó chọn ký và nộp tờ khai. Vâng, thưa quý vị, Nghị định 41 về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuế đất đối với nhiều đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 được xem là một trong những nghị định có thời gian xây dựng hoàn thiện rất ngắn. So với dự thảo ban đầu thì nghị định này đã mở rộng diện gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng và tiền thuế đất cho 98% các doanh nghiệp, tổ chức, hộ sản xuất, kinh doanh trên toàn quốc với gói hỗ trợ lên tới 180.000 tỷ đồng, ghi nhận ngay sau đây của phóng viên VITV. Sự bùng phát mạnh của dịch COVID-19 đã ảnh hưởng lớn trên phạm vi toàn cầu. Và ở Việt Nam, việc sản xuất, kinh doanh và các hoạt động, dịch vụ, thương mại khác của hầu hết các doanh nghiệp cũng bị đình trệ khá nhiều. Theo tính toán, ngành sản xuất chịu ảnh hưởng lớn nhất của đại dịch này là ngành dệt may, tiếp đến là bất động sản và logistics. Do ảnh hưởng quá lớn và sụt giảm về kinh tế, nếu không được hỗ trợ từ phía nhà nước, đặc biệt sự hỗ trợ về thuế từ cơ quan thuế thì doanh nghiệp sẽ sớm dẫn đến phá sản.
Vì thế, để tiếp sức cho doanh nghiệp, mặc dù việc gia hạn nộp thuế tiền thuê đất với tổng số tiền gia hạn rất lớn lên đến 180.000 tỷ đồng, và biện pháp này là cần thiết để các doanh nghiệp duy trì hoạt động cùng cả nước vượt qua giai đoạn khó khăn. Nghị định 41 có hiệu lực ngay lập tức đã được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao, không chỉ cho thấy nỗ lực của chính phủ hỗ trợ các doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn do tác động của dịch bệnh COVID-19, mà còn động viên doanh nghiệp nhanh chóng phục hồi sản xuất kinh doanh khi dịch bệnh kết thúc. Hoạt động trong lĩnh vực đấu giá, doanh nghiệp này đánh giá cao Nghị định 41 đã gỡ khó giúp doanh nghiệp có sức khỏe, hồi phục trở lại và vận hành lại công việc kinh doanh. Chính phủ đã đưa ra một cái chính sách rất là tức thời và gỡ ngay cho doanh nghiệp. Bởi vì ít nhất thì một doanh nghiệp cũng bị đình trệ lại công việc của mình tối thiểu là 3 tháng. Đấy là tối thiểu. Đấy, do vậy là khi mà đình trệ như vậy thì toàn bộ nguồn thu và tất cả mọi thứ nó đều bị ảnh hưởng. Thế và cái việc mà giãn nộp thuế thế này cũng làm cho doanh nghiệp cũng có cái sức khỏe để hồi phục lại. Và cuối cùng là vận hành lại được công việc kinh doanh của mình. Thì tôi nghĩ đấy là một điều rất là tuyệt vời. Với con số tiền như vậy thì tôi nghĩ là cũng tương đối là phù hợp. Trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 đang tàn phá nền kinh tế, làm cho hàng loạt doanh nghiệp rơi vào tình trạng khó khăn như hiện nay, thì việc chính phủ ban hành nghị định gia hạn nộp thuế và tiền thuế đất là hành động hết sức cần thiết. Tôi nghĩ rằng chính phủ đã có những cái động thái, những cái quyết định rất là kịp thời sau cái chỉ thị 11 đó thì đã có ngay những cái gói hỗ trợ đó. Luật sư Nguyễn Đức Nghĩa, chủ nhiệm câu lạc bộ Đại lý thuế Thành phố Hồ Chí Minh cũng cho hay cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao những nỗ lực của chính phủ trong việc chia sẻ nguồn lực ngân sách nhà nước nhằm hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn hiện nay. Điều này thể hiện tinh thần đồng cam cộng khổ trong nạn dịch COVID-19 và thể hiện quyết tâm của chính phủ trong việc vực dậy nền kinh tế đất nước do ảnh hưởng của dịch bệnh. Theo ông, hiện nay việc tiêu thụ hàng hóa là vô cùng khó khăn, kể cả tiêu thụ nội địa và xuất khẩu. Không những thế, khó khăn toàn xã hội đã làm cho tình hình thanh toán có nguy cơ đổ vỡ dây chuyền do các doanh nghiệp không có khả năng thanh toán. Do vậy, việc gia hạn nộp thuế và tiền thuế đất đã có tác dụng giúp các doanh nghiệp gia tăng nguồn lực về dòng tiền để có đủ khả năng hoạt động liên tục và có tiền để trang trải nợ dần. Do đó, cộng đồng doanh nghiệp thực sự phấn khởi, tự tin khi nghị định gia hạn, thời hạn nộp thuế và tiền thuế đất được ban hành và đi vào thực thi. Các doanh nghiệp cũng đánh giá Nghị định 41 năm 2020 của Chính phủ góp phần giúp doanh nghiệp góp một phần vào sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, giảm tải sức ép đối với dòng tiền cần vốn lưu động vượt qua khó khăn do dịch bệnh. COVID-19 nó như một cú sốc rất là lớn đối với nền kinh tế Việt Nam, ảnh hưởng sâu và rộng đến tất cả doanh nghiệp của Việt Nam, trong đó có các doanh nghiệp ngành xây dựng như chúng tôi. Thì trước cái cú sốc này thì chúng tôi rất là hoan nghênh những cái động thái phải nói là rất là nhanh và kịp thời của Chính phủ cấp trung ương. Thì đặc biệt thì doanh nghiệp xây dựng chúng tôi thì rất là hưởng lợi từ những nghị định, cụ thể như nghị định 41 được ban hành vào ngày 8 tháng 4 vừa rồi về việc là giãn cái việc đóng thuế cũng như là tiền thuế đất đối với các doanh nghiệp, thì nó giúp cho cái việc giảm tải cái sức ép đối với dòng tiền cho những cái doanh nghiệp cần vốn lưu động như chúng tôi. Chính phủ mình thì cũng có những cái biện pháp rất là tức thời, rất là phù hợp với để có thể là hỗ trợ các doanh nghiệp. Tôi đánh giá đây là một trong những cái chính sách rất là sát với tình hình thực tế, và những doanh nghiệp nào được hưởng các chính sách như vậy thì tôi nghĩ là cũng sẽ đấy là có một phần vào cái sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, cũng như là tạo điều kiện để doanh nghiệp có thể có cái phát triển sau này ổn định hơn. Bởi vì trong cái thời điểm này là thời điểm rất là khó khăn và chính phủ như vậy là một hành động rất là kịp thời. Nhằm hỗ trợ nhanh nhất cho người nộp thuế, Nghị định 41 đã giản lược thủ tục bằng cách người nộp thuế thuộc nhóm đối tượng được gia hạn chỉ cần gửi giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuế đất cho cơ quan thuế một lần cho toàn bộ các kỳ của sắc thuế và tiền thuế đất được gia hạn. Thời gian nộp thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp trong 4 tháng, tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6 và 2 quý, quý 1, quý 2 cũng không phải chờ cơ quan thuế ra quy định mới được áp dụng. Các doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh được gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuế đất 5 tháng. Và với mức 5 tháng, doanh nghiệp này cho rằng rất hợp lý và vừa phải trong bối cảnh dịch vẫn còn diễn biến phức tạp như hiện nay. Tối thiểu một doanh nghiệp cũng bị đình trệ mất 3 tháng, đấy là tối thiểu. Thế do vậy là nhà nước đưa ra 5 tháng, tức là cũng đã có những cái dung sai, cũng có những cái mình có thể gọi là ước lượng được là doanh nghiệp ngoài 3 tháng ra, nhưng những doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ có thể lại còn nhiều tháng hơn, thì do vậy là cái 5 tháng thì tôi nghĩ là nó là hợp lý rồi. Các chuyên gia cũng đánh giá Nghị định 41 đã hỗ trợ doanh nghiệp rất nhiều khi mà quỹ tiền mặt đang khan hiếm trong thời điểm này. Đấy là cái điều rất là quan trọng.
Doanh nghiệp thì nó có mấy cái vấn đề. Vấn đề cơ máu gạo tiền là kinh doanh. Và trong kinh doanh thì nó phát sinh ra các cái nghĩa vụ về thuế, thuế suất, gồm có thuế suất VAT, thuế thu nhập doanh nghiệp. Và trong cái hoạt động quản trị thì nó có thêm những cái nữa là bảo hiểm. Và trong hoạt động quản trị nó có thêm chi phí lãi vay. Như vậy thì chính phủ đã có cái động thái rất là tích cực, đó là chỉ đạo các cái bộ ban ngành đưa ra các cái chính sách cơ cấu nợ giảm lãi vay, giúp cho hoạt động quản trị có thể giảm chi phí, rồi giãn thuế, trong đó có chậm nộp về bảo hiểm, chậm nộp về thuế suất, thuế thu nhập doanh nghiệp. Điều này làm cho doanh nghiệp không phải lo ngay quỹ tiền mặt mà vốn dĩ nó đang rất là khan hiếm ở thời điểm này, thì đó là điều vô cùng quan trọng. Cái nghị định 41 nó thể hiện hai cái, một là rất đúng thời điểm và rất kịp thời, và thứ hai là nó cũng xác định rất rõ các cái đối tượng như tôi vừa nói, là các đối tượng mà trước hết là đã bị tác động trực tiếp, và thứ ba là nó sẽ tạo ra doanh nghiệp có thêm cái cơ hội để có thêm cái dòng tiền để duy trì và cầm chừng cái hoạt động kinh doanh của mình. Bên cạnh đó, thực hiện chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 và quyết định số 683 của Bộ trưởng Tài chính về danh mục dịch vụ công trực tuyến của Bộ Tài chính tích hợp cung cấp trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia năm 2020. Đến thời điểm hiện tại, Tổng cục Thuế đã thực hiện hoàn thành tích hợp 93 thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Để kịp thời hỗ trợ người dân và doanh nghiệp gặp khó khăn do tác động của dịch bệnh COVID-19, ngành thuế cũng đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp quản lý thuế. Việc kịp thời tích hợp thủ tục nộp giấy đề nghị gia hạn nộp thuế tiền thuế đất của doanh nghiệp, hộ cá nhân kinh doanh theo Nghị định 41 năm 2020 lên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia đã tạo thêm một kênh thuận lợi để người nộp thuế có thể dễ dàng thực hiện thủ tục gia hạn. Với việc tích hợp dịch vụ lên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia thì sẽ tạo thuận lợi cho người, cho cá nhân có thể đăng ký tài khoản trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia mà không phải đến trực tiếp. Và sau khi tài khoản được tạo lập thì cá nhân có thể nộp đề nghị gia hạn nộp thuế bằng điện tử. Tính đến ngày 7 tháng 5, cơ quan thuế trên cả nước đã tiếp nhận tổng cộng hơn 90.000 giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuế đất với tổng số tiền gia hạn là hơn 26.260 tỷ đồng. Cơ quan thuế đang tiếp tục tiếp nhận, phân loại xử lý đối với giấy đề nghị gia hạn của người nộp thuế được nộp thông qua các hình thức điện tử, bưu chính hoặc trực tiếp. Dịch COVID-19 khiến nhiều doanh nghiệp đứng trước nguy cơ điều chỉnh giảm sản xuất, thậm chí đóng cửa, tạm ngừng hoạt động trong một thời gian. Hệ lụy kéo theo là hàng trăm ngàn lao động phải tạm nghỉ việc. Mặc dù chính phủ đã ban hành Nghị định 41 nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp, nhưng doanh nghiệp và các chuyên gia cũng đã có một số đề xuất kiến nghị như giảm thêm một phần thuế đối với năm 2020, triển khai một loạt các hoạt động khác thúc đẩy về thể chế và các hoạt động nâng cấp quản trị doanh nghiệp trở thành những biện pháp đồng bộ quan trọng. Mời quý vị cùng theo dõi những ý kiến ghi nhận ngay sau đây. Chúng tôi rất là hoan nghênh cái việc giãn cách, cái việc trả thuế cho nhà nước. Tuy nhiên nếu mà tốt hơn và cần kíp cho các doanh nghiệp lúc này là những cái giải pháp như là giảm một phần thuế chẳng hạn đối với năm 2020 thì nó sẽ là một cái sức bật đối với các doanh nghiệp xây dựng nói riêng và những doanh nghiệp Việt Nam nói chung trong cái việc là hỗ trợ tài chính, hỗ trợ cái nguồn tiền, nguồn vốn, nguồn dòng tiền lưu động đối với các doanh nghiệp. Việc triển khai một loạt các hoạt động khác bao gồm các hoạt động mở cửa thị trường, bao gồm các cái hoạt động thúc đẩy cải cách thể chế và các cái hoạt động để nâng cấp quản trị của doanh nghiệp trở thành những cái biện pháp đồng bộ quan trọng. Cái việc mà hỗ trợ cho các doanh nghiệp là rất quan trọng và chính phủ đang có những cái giải pháp. Tuy nhiên ấy, chúng tôi cho rằng là cần phải đẩy mạnh những cái giải pháp mà trong đó ấy, đặc biệt là cái giải pháp về đối với doanh nghiệp là các cái giải pháp về cái việc là giãn hoãn thuế và có thể xem xét giảm thuế cho một số cái ngành nghề mà chịu cái thiệt hại lớn trong cái thời gian vừa qua. Thế thì những cái gói mà hỗ trợ về lãi suất cũng như là về khoanh nợ giãn nợ đó, thật sự ra đối với những cái doanh nghiệp mà họ đang mất thanh khoản đó không nghĩa lý gì. Chính vì thế mà tôi đề nghị chính phủ phải có những cái gói kích cầu, những cái gói hỗ trợ trực tiếp để mà giúp các doanh nghiệp vượt qua cái khó khăn về thanh khoản bằng cách bơm một dòng tiền trực tiếp vào các doanh nghiệp đó, chứ không phải chỉ qua những cái chính sách tín dụng, qua những cái chính sách mang cái cách hỗ trợ của các ngân hàng. Cần phải có một cái cơ quan nào đó để thực thi một cách mạnh mẽ, đôi khi cần phải có chế tài giám sát về việc thực hiện một cách nhanh
gọn các thủ tục hành chính này. Nếu không thì nó sẽ có thể là vĩ mô thì rất là nóng, nhưng xuống vi mô chưa chắc đã hấp thụ được những cái chính sách tuyệt vời như vậy. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Tài chính thuế tuần này. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý vị có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Xin kính chào và hẹn gặp lại.